Rồi, hello chào anh em nha. Hôm nay shop phụ tùng xe máy của Thắng mình sẽ giới thiệu tiếp tục cho anh em thêm một sản phẩm đồ chơi xe máy cao cấp đến từ thương hiệu ISUS. Thương hiệu sản xuất đồ chơi xe máy cao cấp tại Đài Loan. Thương hiệu này bán tại Việt Nam mình là thương hiệu cao cấp đã được khẳng định từ lâu ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm dành cho anh em mà đang sử dụng cái dòng xe là Exciter 135-150, đang muốn lên một cái trái bích tông gọi là hàng khủng, cháy lớn, rất là lớn luôn. Cháy lớn nó đang hot trở lại nha anh em. Nói chung là anh em cái hệ máy mà Exciter 135-150, cái dòng mà cháy lớn mà đồ chơi cao cấp á, nó đang hot trở lại, đang hot nha anh em. Đang hot thì như anh em đã biết thì những cái sản phẩm hồi lúc trước, những anh em mà chơi dòng xe Exciter 135-150 khi lên cái trái, những cái trái rất là lớn như thế này thì sẽ đa số 100% là phải sử dụng là nòng đóng, có nghĩa là nòng đóng rồi dời đường nước làm các kiểu các cái gia công cơ khí rất là nhiều. Thì thứ nhất là tốn kém, thứ hai là cái độ an toàn nó không được cao bằng những cái sản phẩm mà đồ chơi cao cấp người ta làm ra. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em đó là full bộ nòng kiến trái 72 dành cho Exciter 135-150 đến từ thương hiệu ISUS. Thì cái sản phẩm này mình sẽ báo giá cho anh em luôn, full bộ sản phẩm nòng kiến trái lớn trái 72 đến từ thương hiệu ISUS, shop phụ tùng xe máy của Thắng mình bán một bộ như thế này là có giá là 3.1 triệu một bộ và miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn nha anh em, miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn. Rồi bây giờ mình sẽ quay cận cảnh chi tiết cho anh em xem ha. Anh em nào cần thì cứ alo em qua số điện thoại là 0933996332. Cái số này là cái số Zalo Facebook của mình ha. Cái số liên hệ để giải đáp những vấn đề về xe máy cũng như là đặt hàng những phụ tùng ở shop phụ tùng xe máy Quốc Thắng của mình. Chỉ một số duy nhất thôi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay cận cảnh chi tiết cho anh em xem. Thì nói về cái độ sắc sảo của những cái nòng ISUS thì anh em biết rồi. Rất là chất lượng, sắc sảo luôn. Sắc sảo từng chi tiết đường nét luôn. Nòng thì cháy lớn tất nhiên là phải là đường nước lớn rồi, đường nước lớn. Yếu tố đầu tiên, những cái lòng đồ chơi bây giờ là người ta, những cái nhà sản xuất nào đều là sử dụng là lòng nước lớn hết. Sử dụng đường nước lớn, lòng này là thân lòng là dài 70 ly, thân lòng chiều dài chuẩn. Còn cái chân lòng này nó dài 36 nha anh em. Thì nói chung là đã anh em mà lên tới cái trái 72 này thì không có ai đi cái gọi là dinh viên là chân 25 ha. Thì đó, thì cái lòng này là nó là chân 36 ly thì tất nhiên là anh em mà đi dinh đôn là chắc chắn là phải đi thớt. Thì đó, nên người ta làm cái chân lòng này rất là dài tới 36 ly để thích hợp cho anh em đang đi cái dinh đôn. Thì cái dinh đôn thì khi anh em thả những cái thớt lòng dày như 6 ly 9 ly này kia, cái đó là tùy vào cái cấu hình của cái dinh đôn và tùy theo cái chiều dài của tay dên thì người ta sẽ sắp cái thớt theo phù hợp để đi được theo đúng cái cấu hình máy và nó đúng chẳng sinh cam để mình lắp đặt sinh cam. Nói chung là mình làm cái thớt lòng bao nhiêu ly vẫn được, nhưng mà cái liên đới cuối cùng là bít tông nó phải như là bằng mặt bít tông, và thứ hai là sinh cam phải gắn được, tại vì liên quan tới cuối cùng là sinh cam mình gắn phải gắn đúng chuẩn sai sinh cam thì tổng cái hành trình dên hút nén nổ xả nó mới đúng thì cái máy nó mới chạy được đó. Nên khi mà làm cái máy mà đôn dên trái lớn nó liên quan là mình chích ắt ra bao nhiêu, rồi mình tính được cái hành trình dên chạy bao nhiêu, rồi cái tay bao nhiêu để phù hợp với chiều dài cái lòng, rồi làm như thế nào để bít tông nó bằng mặt. Nói chung là cái đó gọi là cái phần kỹ thuật cơ khí nó rất là nhiều. Cái đó là thợ tiện hoặc là anh em làm thợ người ta sẽ tính toán được phần đó. Còn anh em mình mà nếu mà những người chơi xe thì cứ dụ muốn làm đấy, làm là dục xe vô làm cho tôi trái 72 dinh đôn tự do có thất lòng, rồi cái chuyện còn lại là anh em thợ người ta sẽ giải quyết cho anh em những cái phần đó. Chứ mà để nói về mà những cái thông số kỹ thuật để cho một cái máy dinh đôn thì tính toán rất là nhiều, anh em không biết khó lắm nha anh em. Đó, đây là ISUS nè, trái 72 nè, giá full bộ là lòng với tông bạc đầy đủ luôn 3.1 triệu. Rồi mình nãy giờ mình quay cái lòng đường nước lớn rồi nha anh em. Rồi mình cũng nói luôn, thường thường là những cái máy mà đi cái trái 70 mấy này thì đa số người ta sẽ sử dụng cái đầu bò có cái xúc bắp rất là lớn, thì sẽ sử dụng cái đầu bò là thường thường là với cấu hình máy trái 72 này anh em sẽ sử dụng với cái đầu bò với cấu hình là xúc bắp là 24-27 nha anh em. Cái đó là đầu bò lớn, đầu bò cực lớn luôn. Cái đầu bò đó thì cũng có đầu bò đồ chơi
mai 21 giờ em sẽ làm cái clip nói về cái đầu bò 135-150 súp bắp lớn 24-27 cho anh em luôn. Nói chung là em năm nay shop phụ tùng xe máy Phú Thắng mình sẽ đẩy mạnh cái mảng phụ tùng bên cái dòng xe là Exciter 135-150 Winner Sonic Raider Sachi nha anh em. Rất mong là được anh em sẽ ủng hộ mình sẽ chuyển qua làm cái mảng này thêm nha anh em. Riêng cái mảng quay rim cúp 67 em vẫn làm bình thường nha anh em. Đó, lồng kiến nè, nồng kiến nha anh em chứ không phải là nồng đóng nha. Rồi, đi kèm với lại cái bộ nồng này là sẽ sử dụng là cái piston fin chính hãng nha anh em. Cái 72 ly. 72 ly là cái đường kính piston nha anh em, đường kính piston ngay chỗ tính từ lưng dưới ngay chỗ đây nè. Còn nếu anh em đo ngay chỗ cái niềng bạc như thế này thì nó không tới 72, tại vì á nguyên tắc cái đầu piston là người ta sẽ vớt cái phần ngay chỗ những cái rãnh bạc này nó sẽ nhỏ hơn một xíu nè anh em thấy không? Đó, anh em thấy nó sẽ ngắn không? Thì khi mình đo mình sẽ đo mình kẹp ngay chỗ cái lưng ngay chỗ cái lưng mà tì vô ngay chỗ cái thăng lồng. Cái phần này khi gắn lên bạc nó sẽ bung ra. Thì cái đồ bạc nó sẽ hở nó bằng lại cái đường này. Còn cái nếu anh em kẹp trên cái ngay chỗ trên cái đỉnh như của cái tông này nè là đo nó xong bây giờ ra 72 ly đâu ha. Tất cả bít tông đều nó như thế nha anh em. Từ cái dòng xe mà bít tông nhỏ xíu bằng cái chung rượu nó cũng thiết kế như vậy nha. Thì đây là bít tông phiên chính hãng thì mình không cần quảng cáo nhiều, anh em cũng biết rồi. Bao phê, bao chuẩn, bao vợt luôn. Nếu mà anh em mà lên cái trái tới 70 mấy như thế này mà mình đi cái trái tàu lao á là khả năng rủi ro là cực kỳ cao. Tại mà làm cái trái này gọi là dinh đôm trái lớn mà sử dụng những cái đồ gọi là không đạt chuẩn là quýnh vô cái máy như thế này là khả năng rủi ro cực kỳ cao. Mà anh em đã chơi cái hại ad này biết rồi, mỗi lần mà đồ nó bị rủi ro một cái á, là một đống tiền luôn. Nói chung là cái máy rim quay ví dụ mình lỡ mà hư cao lắm 7-8 triệu, chứ những cái máy này mà nó gọi là như là nó bể bít tông mà nó sọt ra dên ra ngoài một cái là anh em 20-30 triệu là bình thường đó. Nên chơi cái hại này là anh em nên tận dụng sử dụng những cái đồ gọi là ok nhất để tránh trường hợp rủi ro và đỡ tốn tiền nhiều lần là vậy nha anh em. Bạc tất nhiên là bạc rít rồi, thì đi kèm một cái bộ này nó sẽ có một cái ron chân lòng và một miếng ron bilat nha anh em. Hàng chuẩn reset, ở đây em bán đồ nào của hãng nào thương hiệu nào là đều nói là nguồn gốc xuất xứ là đúng hàng chính hãng hay là hàng như thế nào để cho anh em yên tâm và sử dụng nha anh em. Đó, full bộ trái 72, thích hợp cho anh em sử dụng với cấu hình là dinh đôn nha anh em. Đừng nói ừ trái 72 đi dinh chắc là không bao giờ được, tại vì trái 72 là ad là phải xài dinh đôn gọi là tự do luôn. Tại lên tới trái này là không có ai mà đôn 1.5 ly hay là 4.5 ly đâu, đôn 8 ly trở lên không à nha anh em, cộng 7 cộng 8 trở lên không, chứ ít ai mà cộng ít lắm, tại vì cái này gọi là thể loại tự do rồi nên là không còn tiếc gì nữa, cộng thêm vài ly nữa không sao. Lồng reset nha anh em, lồng này thì nó sử dụng là tăng cam của 150 nha, làm cái form cái tăng cam tay. Thì đi lên anh em chơi đồ độ cũng biết rồi, đa số là những cái mình khi lên đồ độ như thế này á là đều sử dụng tăng cam tay, ít bao giờ mà sử dụng tăng cam zin của cái dòng xe này luôn. Đó, nó là vậy. Tăng cam tay thì mình có thể tùy chỉnh thoải mái nha anh em. Rồi, giá là cái lồng kiến trái 72 ISS dành cho anh em đang sử dụng cái dòng xe là Exciter 135-150 lồng 72 chân 36, có giá là 3.1 triệu một bộ và miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn. Anh em càng cái alo em qua số điện thoại là 0933 996 332 ha.